Thưa quý vị và các bạn, Mộc Châu, Sơn La được biết đến như một cao nguyên trù phú với các sản vật nổi tiếng như là mận tam hoa, đào mỏ quạ và đặc biệt là nơi có nhiều tỷ phú bò nhất cả nước. Mảnh đất màu mỡ này được ví như là Đà Lạt thứ hai bởi thổ nhưỡng, khí hậu thiên nhiên ưu đãi quanh năm, thời tiết mát mẻ nên rất thích hợp cho việc trồng trọt, sản xuất theo mô hình công nghệ cao, công nghệ sạch. Cùng với những đặc sản đó thì hơn 2 năm trở lại đây, chanh leo được coi là loại cây trồng mới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm thay đổi diện mạo mới trong sản xuất cũng như là đời sống của bà con ở vùng cao nguyên này. Ghi nhận của các phóng viên Thời sự Nông thôn VTC16 tại Mộc Châu, Sơn La. Hơn 1 hecta đất đồi được gia đình anh Ba trồng chuyên canh chanh leo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nên loại cây này phát triển tương đối ổn định. Theo anh Ba, vào thời điểm chín rộ, anh có thể thu được từ 500 đến 600 tạ. Với giá bán 15.000 đồng 1 kg, dự tính vụ chanh leo năm nay, gia đình anh thu về gần 700 triệu đồng. Giá trị này cao gấp hàng chục lần so với cây trồng truyền thống như ngô mía trước đây. Quy trình thì ở đây như là mình trồng đấy, sạch, là theo hình Việt Gáp, nên là không được phun thuốc, không được là bất biết một loại thuốc gì. Chanh leo hay còn gọi là chanh dây được đưa vào trồng đại trà ở Mộc Châu từ 2 năm nay. Chỉ nhờ nước tưới và phân hữu cơ, sau khoảng 4 tháng trồng, chanh leo có thể cho thu hoạch vụ đầu tiên và sau 3 năm cho quả, người trồng mới cần thay gốc. Nguồn phân hữu cơ được người dân tận dụng từ chăn nuôi gia súc của gia đình nên không mất nhiều chi phí. Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 700 hecta chanh leo. Nông sản này được trồng tập trung tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu và Yên Châu. Riêng huyện Mộc Châu có diện tích khoảng gần 300 hecta. Mỗi hecta chanh leo ở thời kỳ ổn định kinh doanh, năng suất đạt khoảng từ 10 đến 15 tấn. Thời gian tới, Mộc Châu tiếp tục mở rộng diện tích để hướng tới xuất khẩu. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân để làm cái công tác là sẽ thực hiện trồng sẽ phát triển nhiều cây chanh leo hơn. Thưa quý vị, giải đất bạt ngàn cao nguyên Mộc Châu từ một thời thống trị bởi cây ngô, cây mía. Tuy nhiên giờ đây chúng đã được thay thế bằng những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Còn sớm để khẳng định chanh leo là loại cây trồng làm giàu. Tuy nhiên có thể thấy từ khi người dân chuyển đổi cây trồng này đã mang lại cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn. Hy vọng rằng trong tương lai không xa thì loại cây trồng này sẽ mang lại những tín hiệu tích cực hơn nữa cho người dân nơi đây.